Xin kính chào anh em. Bản tin Fami ngày 23 tháng 3 năm 2022 sẽ có những gì? Cập nhật tình hình bảng đấu. Hiện tại các bảng đấu đang diễn ra rất khốc liệt, thứ tự có sự thay đổi liên tục từ top 50 cũng như là top ở trong các bảng. Nhiều gamer không dám ngủ bởi vì chỉ một phút lơ là thôi là các bạn có thể bay ngay top. Cá biệt còn có những gamer lên group để hò nhau đình chiến, giữ thứ hạng đồng thời bảo toàn các vật lực cho các cuộc đua lần sau. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi đấy, những người không cùng một dòng máu thì không là cái gì cả. Một gamer cũng đã comment ở trong group như vậy, tôi có thấy. Thì cuộc sống vẫn luôn là như vậy, nó vẫn rất là khốc liệt. Và chúng ta hãy cùng chờ đón tới những giây phút cuối cùng vào lúc 8:30 ngày 23 tháng 3 để xem ai là những người chiến thắng. Tổng hợp các khung giờ quan trọng cho ngày 23 tháng 3. 8:30 chúng ta sẽ bắt đầu kết thúc cuộc đua và tìm ra ai là những người chiến thắng. 9:30 server sẽ được tạm ngưng để bảo trì và cập nhật hệ thống. 13:30 hệ thống sẽ bắt đầu quay trở lại, gamer có thể bắt đầu quay ticket may mắn cũng như là có thể claim được Mia phần thưởng của mình về trong ví MetaMask và có thể sử dụng, đó chính là Play to Earn. 17:30 các bạn cũng sẽ bắt đầu xem các rank thi và đăng ký chọn đội hình và đăng ký rank hợp lý với 20:00 các rank sẽ lập tức khóa lại và đến 20:30 thì cuộc đua chúng ta lại bắt đầu tiếp tục. Những cải tiến đáng giá cho phiên bản cập nhật. Icon đồng hồ sẽ được thay thế bằng hình các bông hoa hay là cây. Lý do rất đơn giản là để gamer tránh nhầm lẫn trong việc sử dụng. Ví dụ như là trồng cây khoai tây nó lại ra cà rốt, mà có khi trồng hành tím lại nhận được lavender. Cái này có khi là cũng được đấy. Mỗi khi hoàn thành đủ 9 quest, thay vì chỉ nhận được một thông báo là hoàn thành đủ, thì các bạn sẽ nhận được thêm thông báo là nhận được một cái ticket quay số. Ticket này tất nhiên vẫn hiển thị ở trên web, nhưng các bạn có hiển thị thông báo ở trong game thì các bạn tránh thắc mắc là thấp thỏm đứng lên ngồi xuống là không biết là vé nó có về hay là không. Thì bây giờ nó có thông báo. Backpack cũng sẽ được cập nhật các hotkey bởi vì nó sẽ là một cái sự tiện dụng. Đặc biệt có một tính năng ngoài đời thực được bê ngay vào trong Fami, đó là khi các bạn xới đất nhưng các bạn lại để qua ngày mà các bạn không gieo hạt trồng cây, thì cái lần login tiếp theo vào trong ngày mới của bạn thì 70% số đất của các bạn có thể sẽ bị hoang hóa, tức là sẽ bị trở lại làm mảnh đất xanh trồng cây. Lý do rất đơn giản cho câu chuyện này, nó giống như thực tế vậy. Khi mà các bạn sử dụng khi mà các bạn xới đất ấy, thì một thời gian các bạn không trồng, các bạn không chăm sóc cho đất ấy, thì cỏ dại nó sẽ mọc lên, nó sẽ hoang hóa trở lại. Và trong Fami chúng ta cũng sẽ có cái hình thức tương tự như vậy. Thì đây là một cái điểm đáng chú ý mà các gamer cần phải cân nhắc. Chúng ta sẽ hé lộ những rank tiếp theo trong những tuần mới. Thì như tuần cũ các bạn đã biết thì các bạn sẽ có 2 rank để đua, nhưng trong tuần mới chúng ta sẽ có 4 rank. Và các rank này sẽ phân chia thứ hạng, chúng ta sẽ đi vào từng rank một. Rank đầu tiên chúng ta có là Công tử Bạc Liêu. Nói đến Công tử Bạc Liêu các bạn sẽ biết đây là một rank về chúng ta sẽ phải tiêu pha đi để đạt nhận phần thưởng. Rank top này sẽ được tính bằng số lượng mi các bạn đã tiêu khi mà chi tiêu trong game. Hệ thống chỉ tính những số mi được tiêu trong tính năng như sau. Thứ nhất, để mua các loại item ở trong shop. Thứ hai, các bạn dùng để mở rộng cái backpack. Thứ ba là dùng mi đó để các bạn đổi các nhiệm vụ, các quest trong ngày. Thứ tư là các bạn dùng để mở rộng cái vùng đất. Thứ năm là các bạn dùng để xây cầu. Mỗi một mi chi tiêu thì hệ thống sẽ tính gọi là một point trong hệ thống. Cuộc đua sẽ kéo dài 6,5 ngày là kết thúc. Chỉ số tối thiểu để bắt đầu xét thưởng là 999 point. Các bạn nhớ nha, 999 point. Nếu dưới số này thì các bạn sẽ không nhận được thưởng. River Pool cho Công tử Bạc Liêu trong tuần này sẽ vẫn tiếp tục là 200 nghìn. Rank thứ hai chúng ta có là Thực Thần. Đây là cuộc đua với số lượng thực phẩm đã được tiêu thụ trong game, mà hiện tại các bạn cũng chỉ ăn được một thứ thôi, đó chính là trứng ốp lết. Hệ thống sẽ tính là mỗi vật phẩm tiêu thụ thì các bạn sẽ được thông qua các việc shop event hay là daily quest. Các vật phẩm nhận được từ những nhiệm vụ từ những phần đó. Mỗi vật phẩm tiêu thụ thì sẽ được tính một point trong điểm. Cuộc đua này kéo dài 6,5 ngày là kết thúc. Nếu không đạt chỉ tiêu tối thiểu là 68 thì các bạn sẽ không được nhận để xét thưởng. Tức là trong tuần đó các bạn phải ăn tối thiểu là 68 quả trứng ốp lết. Rank thứ ba chúng ta sẽ có rank là đua New Farmer. Việc đua New Farmer này thì như các bạn đã biết thì sau một tuần đua thì các farmer của chúng ta thì sẽ chia làm hai top. Top đầu là những bạn đã có kinh nghiệm, có chiến thuật chơi rõ ràng, các bạn có kinh nghiệm nên các bạn đã giành được những thứ hạng cao. Và những bạn thì chưa may mắn hay là chưa tìm hiểu được kỹ tất cả thông tin của farming thì các bạn vẫn đang ở top dưới. Vậy thì đây là rank dành cho các bạn. Chúng ta sẽ đua top về trồng cây. Tuy nhiên trồng cây này sẽ chỉ dành cho các ơ cao từ level 1 đến level 5. Có nghĩa là với mỗi một cây trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 point trong bảng xếp hạng cho các bạn.
nhưng mà chỉ những cây ở level 5 cho các bạn nhé, tức là những cây như thế này, khoai tây này, cà rốt này, hành tây này và một số cây kiểu sau, chỉ những cây được giới hạn level 5 nhé. Những cây mà các bạn nhận được như là lavender hay là hướng dương hay là tulip thì các bạn cũng sẽ không được tính. Và nếu không đạt chỉ tiêu tối thiểu là 234 cây thì các bạn cũng sẽ không nhận được cái phần xét tính review của thưởng. Phần pool cho việc new farmer này nó sẽ nhỏ hơn, của hai phần rank trước. Hai phần rank trước thì đều là 200 nia, thì phần pool này là 120 nia. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất thì nếu mà các bạn sẽ cân nhắc là nếu mà bạn vẫn nằm trong cái top đua, gọi là các bạn cần phải học hỏi kinh nghiệm nhiều thêm, các bạn còn kém may mắn bởi vì cái NFT của bạn có thể level hơi thấp, thì các bạn xuống cái sân chơi dưới này nó giống như kiểu là đá bóng đá ấy. Các bạn là đội đỉnh cao thì họ sẽ đá, các bạn đội khỏe hơn thì họ đá cái câu chuyện về Champions League. Thế nhưng mà ở dưới mình thì nó yếu hơn, nó chưa được mạnh bằng thì chúng ta đá Europa League, nhưng mà vẫn có cơ hội vô địch, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có thể nhận được và chúng ta vẫn giành phần thưởng. Còn hơn là đá gạch trên mà chúng ta không giành một phần thưởng nào cả thì nó cũng rất là cần phải cân nhắc. Tiếp tục, chúng ta có thêm rank thứ tư, đấy là rank cũng dành cho các bạn người mới từ các level 5 trở xuống. Chúng ta có đua top mi, đây là đua top mà lượng gamer sẽ kiếm được ở mi ở trong game. Hệ thống chỉ tính số mi kiếm được qua việc là bán item và nhận phần thưởng từ đơn request hay là các event khác của game đăng ký. Với mỗi điểm mi đã kiếm được trong tài khoản thì chúng ta sẽ được tính bằng 1 point trên bảng xếp hạng. Cuộc đua này kéo dài cũng 6,5 ngày và thông qua các hoạt động sử dụng ở trong game. Nếu không đạt chỉ tiêu tối thiểu ở đây là 678 point thì các bạn cũng khó nhận được thưởng. Cái pool giải thưởng cũng là 120 nia. Thì các bạn cân nhắc nhé, dưới level 5 nhưng mà lại là sàn sàn tất cả những cái người chơi giống như mình thì mình có thể có cơ hội nhận được nhiều cao hơn là cái việc mà mình tham gia đua top ở trên mà nó hơi quá sức với mình. Thì cái này các bạn cân nhắc. Sau này Fami sẽ đưa ra các hệ thống ranking nó sẽ chi tiết hơn, nó sẽ hợp lý hơn để cho các bạn lựa chọn. Thì dần dần chúng tôi sẽ đưa vào dần cái lý thuyết đó cho các bạn, và cuối cùng mục tiêu của chúng tôi sẽ là có tận 5 loại rank cơ. Các bạn sẽ phải đi dần lên. Bản tin xin được kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ có buổi trở lại vào buổi livestream tối lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức là tối hôm nay, để cùng tổng kết lại các tính hạng cũng như nói về các cái tính năng, nói về một tính năng lớn mà sau đây trong thời gian tới, đó chính là tính năng dừng. Tuấn Lê, CPO Fami, đưa tin.